Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình nhận được cục hàng của ông Anh. Ông Anh cũng chơi thân với mình ở cùng ở trong Tây Ninh, gửi xuống cho mình nâng cấp cái dung lượng ổ cứng từ của cây 6S của anh từ như 32, 64 rồi đó. Bây giờ anh muốn nâng lên 128. Rồi bây giờ mời các bạn cùng xem clip, xem quá trình mình làm việc mình nâng cấp ổ cứng như thế nào nha. Rồi. Cuối hàng nha. Này anh gửi cho mình cái màn hình xung xung với lại cái máy xung xung đó để nó bị đứt cáp để mình câu cáp rảnh ha. Hay gì bữa anh nói mình để mình gửi mình coi, nếu có thì chắc nếu có mình sẽ làm thêm một clip nữa nha.
cho ông ok nha. Rồi cảm biến ok nè. Thoát ra rồi nha. Nhiều quên nhiều
tiếng. Ok, quên đóng wifi luôn. Em tí mình nhắn lại sau nha.
quá trình mình nâng cấp cái ổ cứng từ 16GB lên 128GB đã cho cái quan 6 lúc này đã xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, bấm nút đăng ký nha, để không bỏ lỡ những video clip tiếp theo của mình nha. Các bạn bấm nút đăng ký xong nhớ bật chuông để khi mình ra video clip mới YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công, bye bye.